con đường nhìn rất là đẹp nha các bạn. Đây, hello cả nhà nha. Thì hôm nay Tâm đi câu cá lăng buổi chiều nha cả nhà. Thì giấc này là khoảng gần 2 giờ. Thì khoảng 5 tiếng đồng hồ nữa, lộn, 3 tiếng đồng hồ nữa là nước nó sẽ bắt đầu lớn nha các bạn. Giờ này là nước đang ròng kém nè. Đó. Thì mình câu khoảng 3 tiếng đồng hồ là nước nó sẽ lớn nha cả nhà. Thì mình câu chủ yếu là con nước lớn là nhiều, với con nước mà trước khi lớn á là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thì mình thường thì đi câu canh của nước như vậy nha. Thì được hiệu quả hay không á thì cả nhà cùng chờ đón xem nha. Thì hôm nay mình sẽ đi câu cá lăng một mình anh à. Mà không biết tên kia có đi nữa hay không thì mình chưa biết nha cả nhà. Đó. Thì đây là cái bến chỗ mà mình đi xuống dưới xuồng nha, dưới vỏ nha các bạn. Ở đây cũng có bè của ông anh nè, đó. Còn đây là chù gà của anh. Đó, giờ mình đi xuống nha. Này nước rất là kém nha các bạn. Thì chút xíu nữa mình đi xuống dưới có được nhiều hay ít thì mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Mới thả xuống luôn, mới đổi điểm thả xuống rồi, dính luôn. Đây. Có lý nha. Mới đổi điểm thả mới có một lon xuống là dính này. Móc vô chặn xuống này. Quấn mà không thể sở luôn trời. Món rồi. Chuyện trong đó nó ít chảy hơn nha các bạn. Cái chỗ này nó đang siết đang gồng nè các bạn. Dính luôn. Lý à. Nha. Đó, ra đó. Ra nó hả?
Đi đâu em? Đi đâu? Chạy đi đâu? Bây giờ chưa mở đục nữa nha các nhà, mình bỏ cái này xuống mình chút xíu nữa mình lại mở đục để là nó nghẽo hết. Hôm nay thì mình câu giữa con nước mà nó gần lớn nha các bạn, nếu mà hồi nước nó sẽ lớn thì mình câu một cặp khoảng 2 tiếng hồi nữa là mình sẽ đi lên nha các nhà. Thì con nước thì mình câu như vậy nha. Quậy dữ à, em lụm bụng lắm nữa. Ý ý hả, lật tật hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dính mà bị mất gốc luôn các bạn ơi. Rồi lên đến đất. Đến đất nuốt tới học o luôn. Đó. Nuốt này. Ôi gì vậy? Mắc luôn chứ. Chút xíu nữa là nước nó sẽ rộng là lộn, nước nó sẽ lớn lại nha các bạn. Nước nó lớn nó sẽ dễ câu hơn, nhưng mà cá bự nó sẽ chậm mình xuống, nó kiếm ăn nhiều hơn nha cả nhà. Tại giờ này trong cái cặn thì nó chì nó rất là nhỏ nha, bởi vì mình làm biến thay chì. Tại vì mình đợi nước lớn mình thả xuống mình câu luôn.
như cần nó không ăn. Hết mồi. Kè ghé kìa các bạn, nó biết nó bự, cực cực nhẹ nhẹ nhẹ. Thì nước cũng bắt đầu đã lớn nha cả nhà, thì mình mới vừa bỏ xuống, quay đầu lỡ xuống thì bắt đầu nó sẽ dính nè, đó, nó cũng vẫn dính đi gan vậy đó nha cả nhà. Cá này núp ở trong bè quá lâu ngày bây giờ đen, nó không ra ánh nắng. Nó bị phơi nắng mà như đen quá. Nước đây cũng cạn giống sâu. Đó dính luôn rồi các bạn. Cá nhỏ. Thì nước mà bắt đầu nó quay lớn á, nó sẽ chậm xuống nha, nó sẽ chậm xuống một chút vậy đó, khoảng chừng tiếng hồ vậy đó là nó ăn mạnh lắm nha các bạn. Có là nó cứ lên lơ gơ hoài vậy đó. Bây giờ mình về nha cả nhà, thì mình câu tới đây thì giờ này nó chắc là khoảng 4 giờ rưỡi nha, thì mình câu cũng được đâu 2-3 kg gì đó, để mình dẹp dọn xong cái mình sẽ quay lên cho cả nhà xem. Thì mồi của mình á, thì mình làm nhà nha các bạn, mình cũng có nhu cầu cho anh em nào mà có nhu cầu á thì cứ alo trực tiếp cho mình hoặc là vô Zalo nha các bạn. Mình sẽ để được cái số điện thoại lại. Thì còn xíu mồi bỏ ở đây ngâm nha, chứ không phải là câu nha các bạn. Để mình dẹp dọn. Thì cả nhà có cần gì đó thì cứ alo cho mình qua số điện thoại này, Zalo luôn nha cả nhà. Mồi của em thì giấc trưa nắng này thì nó bị rã, nó có nước nha các bạn. Còn giấc sáng nó sẽ sệt lại, nó sợi sợi như sợi chỉ vậy đó. Thì cả nhà có cần mồi màng câu cá lăng hay là câu dồi đét gì đó là em có hết tất cả nha cả nhà nhớ trên kênh cho nó ký hộ mình nha cả nhà. Đây nha cả nhà, đây để mình ta quay xương xương cho cả nhà xem đó. Thì nói chung là cũng 2 tiếng mấy đồng hồ nha cả nhà,
rất ok, để mình sẽ tác lên cho thầy kỹ cho nhà xem. Tác mình kỹ cho cả nhà xem nha. Thì nói chung nhiêu thì cũng được đủ sống một ngày nha các bạn. Hải cá thì nó có giá hơn chút, câu được ít nhưng chất lượng lại cao. Thì đối với mình như đây là ít nha các nhà. Tại mình câu công việc gần nhà nè, không đi đâu xa. Thì câu như vậy thì cũng quá là ok đó nha. Khá ổn. Nói chung sò thì không có nha các bạn, chung cầm tay 2-3 gram thì ok, còn sò nữa thì không có. Mình ở đây nước rất là cạn, không có sâu như mấy khu vực sông lớn. Sông lớn thì tiềm ẩn nó nhiều, đây có cá lớn nó trụ nhiều, còn mình ở đây thì nước cạn, người ta đánh bắt rất là nhiều, bởi vì nó không có còn cá lớn như bên sông lớn nữa. Cái phần họ dạng lường bè, họ dục tứ, họ làm tá lã chẳng qua kẹt nữa từ lúa mưa chứ. Nói chung là cá cũng còn nhiều, nhưng mà mình câu móc móc ở khu vực gần nhà mà em câu sớm giờ thì khoảng 2 tiếng rưỡi một hồi nha cả nhà. Thì bao nhiêu cá thì nó quá trời ok luôn, chung là đủ sống đó nha cả nhà, sống là ok. Thì cả nhà nhớ xem kênh và đăng ký ủng hộ mình nha. Thì em có để lại cái đường dẫn số điện thoại trên cái lớp hộp đó như thế này. Thì cả nhà có cần gì đó thì cứ liên hệ cho mình nha. Nó nhà quá ok nha. Thì đủ sống cái ngày à. Cả nhà nhớ xem kênh và đăng ký ủng hộ mình nha cả nhà. Rồi mình về cả nhà. Chào cả nhà nha.